Khi hai đứa quen tầm 3 tháng á, là em đã dẫn bạn đó về nhà chơi. Bạn đấy. Nhưng mà lúc đấy là mình đã phát hiện ra cái sự khác biệt tôn giáo này rồi chứ. Dạ biết rồi. Nhưng mà lúc đó là mình em... không nghĩ là nó trầm trọng. Dạ đúng rồi, em không nghĩ là cái mức nó nghiêm trọng đến cái mức đó luôn á. Khi mà đã quen nhau lần đó là hơn 2 năm rồi. Gia đình của bạn đó cũng kêu em qua ở bên nhà bạn đi. Tại vì nhà bạn còn đang dư một phòng. Em muốn về em kể với mẹ em việc đó và mẹ em kêu là không được. Nếu như mà qua đó là chắc chắn là phần trăm cao là cưới nhau rất là cao. Em qua nói chuyện với nhà bên kia thì bên kia cũng ok thôi. Sau cái lần nói chuyện đó là cái cuộc chiến về mẹ em với em nó kiểu nổ ra rất là mạnh luôn á. Đến nỗi mà em sợ về nhà lắm chị. Em đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Em trốn tránh hết. Ví dụ như là bắt đầu một câu chuyện mẹ em gọi cho em nói chuyện đi thì hai mẹ con vẫn nói chuyện bình thường khi mà không đề cập tới cái việc đó nha. Hai mẹ con vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà vừa đề cập tới cái vấn đề đó cái là em không muốn nghe nữa. Em kêu mẹ em là em bận rồi, em không nghe nữa, em tắt máy luôn. Thế thì cái nguyện vọng của em lúc đó nha, thì em mong muốn là cái câu chuyện khác biệt tôn giáo này nó được giải quyết như thế nào? Em suy nghĩ là do cái bản thân của mình chưa lo được chính bản thân mình nữa. Nếu như mà mình lo được cái chính bản thân mình đi thì mình có thể có một cái tiếng nói được với phụ huynh. Rồi. Khi mà mình đã có một cái gì vững chãi rồi thì mình mới có những quyết định thì phụ huynh mới tin. Thì em cứ cố gắng thôi, em cố gắng em làm nhiều hơn, làm nhiều hơn thì cái việc kinh doanh của em nó cũng tốt hơn. Nhưng mà nó chỉ tốt hơn về mặt kinh tế thôi. Dạ đúng rồi. Vậy rồi cuối cùng sao khi mà nội tình ngoại tình gì nó cũng bất ổn hết. Dạ. Thì lúc đó cảm giác của em về cái cuộc tình của mình á, là nó sẽ là một cái ngọn lửa cháy bùng lên vì những cơn gió ngược này để bảo vệ quyết liệt đến cùng, theo cái kiểu rất kháo thắng là coi như là ok, sóng lớn thì thuyền lớn, hay là mình bị mỏi mệt, mình bị rã rời. Em thấy giống như là quá tam ba bận gì. Qua hai cái lần kia xong rồi đến lần này nữa, em cảm thấy là cái cuộc tình mình sóng gió. Thứ nhất, thứ hai là đúng là em không thể nào chiến thắng được mẹ em được, cho dù em có làm bất cứ chuyện gì. Và lúc đó em còn bé quá, em còn đang còn đi học nữa, em còn chưa có thể mà đủ mà lo chính bản thân mình nữa. Chiến tranh lạnh trong khoảng thời gian cũng khá dài chị, cũng gần một năm á. Cái lần đó là em dồn hết sức bình tĩnh suy nghĩ lại và em tự chấp nhận luôn cái hiện thực là bây giờ là mẹ mình không thích rồi. Rồi người yêu của mình như thế này, cho dù mình ở giữa mình làm cái gì chăng nữa thì hai cái cực này nó không thể nào hút nhau được hết. Và em quyết định. Em quyết định là em buông. Hai đứa đã bao giờ bày cái chuyện này ra nói và cái kết quả của cuộc nói chuyện nó như thế nào? Hai đứa em không có một cuộc nói chuyện nào rõ ràng về cái vấn đề này hết. Em buông, nhưng mà cái buông của em nó hơi bị người ta gọi là cháp boy ấy gì, nhưng mà không phải cháp gì. Em là không có dám đối diện thôi. Vậy là em buông cuộc tình của em hay là em buông bản thân em? Em buông cuộc tình của em. Em buông cuộc tình của em thì mắc cái chứng gì em thành chấp bói. Cái vấn đề đây là em muốn chấm dứt cuộc tình này, nhưng mà nó hơi ích kỷ là em không muốn là cái người nói ra là mình chia tay đi, em kiếm người mới đi. Tại vì lúc đó hai đứa đang quá là gần nhau, đang quá là thánh khiết với nhau. Em không có dám đối diện là em sẽ chia tay với nó và em dùng sẽ... Dùng cái từ đơn giản là hơi hèn đó đúng không? Dạ hơi hèn, đúng hơi hèn đó. Thì em chọn lấy cách là tìm mọi cách luôn để cho bạn nó nói lời chia tay với em. Em đi quen người khác luôn, em đi cặp hết người này người kia luôn. Bạn nó biết luôn, nhưng mà bạn nó vẫn qua nhà và bạn nói chuyện với em. Nhưng mà em không nói chuyện, bạn nó qua nhà, em đóng cửa, em ở trong nhà. Cứ như vậy trong một khoảng thời gian là gần một tháng. Em quen được bao nhiêu người? 4-5 người đó. 4-5 người trong một tháng, em xếp lịch cũng giỏi thiệt á. Rồi sao, rồi phản ứng của bạn gái? Giống như là người ta bị mệt mỏi quá rồi. Người ta cũng buông lơi luôn, người ta cũng tự chấp nhận luôn. Rồi chia tay luôn? Dạ. Ủa em có một cái cuộc tình mà nó không có điểm đầu, nó cũng không có điểm cuối luôn em. Dạ đúng rồi. Một cuộc tình không có tuyên ngôn, một cuộc tình cũng nợ nhau lời chia tay. Vì giống như là không có bắt đầu nên không kết thúc cái gì. Nó có bắt đầu chứ, chẳng qua là mình không cột dây nó chỗ đó một cái nút thắt thôi chứ nó có mà. Em có tiếc gì về cái hành trình đó không? Em cảm thấy là trong một khoảng thời gian yêu nhau như vậy á, em đã làm hết sức rồi, hết sức có thể rồi. Hai đứa cũng đang yêu nhau rồi. Và cái thứ em cần lúc đó là cuộc sống tốt hơn cho hai đứa luôn. Nhưng mà em hơi hèn, em không dám nói ra, em không dám nói chia tay. Và em làm mọi thứ để em trở thành người xấu, để cho bạn nó đừng nghĩ về em nữa. Vì hai đứa nó xây ra một cái nhà quá đẹp rồi. Xong rồi bạn, ví dụ như bạn qua một cái nhà mới, bạn vẫn nhìn được cái nhà này, ô cái nhà đẹp quá, bạn vẫn suy nghĩ lại. Thì em cảm thấy nó vẫn hơi bị áy náy. Thì em làm mình thành một người xấu, em đập cái nhà luôn. Thế là em khoác lên mình một chiếc áo người xấu. Rồi lẳng lặng chia tay vậy luôn. Yeah. Rồi giờ đến lúc này, bây giờ mình nghĩ mình bật đèn được chưa? Giờ chuyện kể cũng sương sương rồi đó. Bật đèn là gì? Đèn hơi chói lắm ta. Thì em quyết định là bật đèn luôn. Rồi, mời chị thôi hỗ trợ chúng tôi ạ.
Chị rất là muốn được mọi người sẽ cùng nhìn coi là chân dung của một trap boy cố ý nó như thế nào. Chị có cảm giác á, toàn bộ những gì mà em kể với chị nãy giờ mà mọi người cùng nghe, trong cái cuộc tình này á, em có cảm nhận rằng là thực ra mọi sự nó chỉ do một mình đang thực hiện không? Em đương nhiên là làm những cái điều đó dựa trên một cái suy nghĩ là em nghĩ là điều này nó đang làm cho cuộc tình mình nó tốt hơn. Mình đang vì cái cuộc tình này, mình đang muốn say. Nhưng mà có vẻ như em đã một mình á, em đã tự nghĩ là chăm sóc cho bạn gái và quan sát cái chuyện được hay không được dựa trên cái biểu cảm của bạn ấy, chứ hầu như cũng chưa nói chuyện với nhau rằng là chúng ta nên vận hành cuộc tình này như thế nào. Khi có sự khác biệt về tôn giáo thì em im lặng, em tự xử trí. Nhưng thực ra câu chuyện về tôn giáo là câu chuyện cần hai người phải ngồi nói với nhau. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là có thể là vì áp lực, vì mình không muốn người ta tổn thương, vì tế nhị, cái em tự xoay trở một mình. Em muốn dừng lại, nhưng em lại chọn cái cách là để cho bên kia cảm thấy đây là một cái con người tồi tệ. Có nghĩa là mọi thứ em âm thầm, em tự làm. Em có cảm nhận như vậy trong cái khoảng thời gian đó không? Ngay lúc đó thì em không cảm nhận ra. Nhưng mà lúc sau, sau cuộc tình đó khá là dài, trong một hơn một năm thì em không có quay này nữa. Để em tập trung em việc kinh doanh của em. Thì em cảm thấy là cái khoảng thời gian đó mình yêu quá nồng nhiệt đi, nhưng mà cái cách yêu của mình nó bị sai. Chính xác là tình yêu là phải hai người cùng đi trên một con đường, chứ không phải một mình đi xong rồi mình kéo theo một người đằng sau. Bước qua tình đó thì em cảm thấy là mình đã trải qua một cái mối tình cũng khá là đẹp, cũng là đẹp rồi, và cũng là một cái kinh nghiệm sống cho mình để mình làm những cái, mình có một cái kinh nghiệm nào đó cho các tình yêu sau này. Tính đến thời điểm hiện tại thì cái cuộc tình đó nó đã dừng lại được phải là 4-5 năm rồi. Dạ đúng rồi chị. Sau cái lần mà mình thể hiện một cái sự cố tình về phẩm hạnh của mình đó, để cho người ta quá nản lòng mà người ta rời đi, thì sau đó các bạn có còn gặp lại nhau mạng xã hội chẳng hạn, thì cái sự đối diện sau đó của hai bạn có khi nào trực tiếp một lần nào nữa không? Dạ có chị. Thì cái này nó cũng là một câu chuyện rất là vui. Vui cực. Sau khi chia tay, không có ai nói chia tay hết, nhưng mà sau khi hai đứa không còn gặp nhau nữa thì Facebook của em và bạn đó và Instagram, tất cả những mạng xã hội là block hết, không có một cái gì liên quan đến nhau hết. Đứa nào block trước? Em không block. Một ngày đẹp trời mở ra em thấy bị block rồi. Dạ em thấy là không thể tìm thấy người dùng này. Em tự hiểu thôi, vì em vẫn sống tiếp. Đúng một ngày đẹp trời thì cái Facebook đó unblock. Sao mình biết unblock? Mình vẫn miệt mài tìm kiếm. Dạ đúng rồi. chứ tự nhiên làm sao mà biết được người ta đã mở ra, đúng không? Dạ. Nhưng mà tim này vẫn chưa nguôi. Nhưng mà hai người có cùng một cái gọi là em nghĩ là một cái cùng một cái tần số. Khi mà em phát hiện ra bạn làm blog em thì ngày hôm sau bạn gọi em rất bất ngờ luôn. Bạn gọi em, bạn hẹn em đi cà phê, em cũng hết hồn nữa. Cà phê hả? Giờ sao ta? Giờ có nên đi không? Thế là em quyết định đi. Hai đứa nói chuyện xong thì em cảm thấy là tại lúc đó em cũng không có tỉnh táo chị. Lúc đó em hơi có tí men trong người nên em cũng có tí men trước khi tới gặp hả? Dạ đúng rồi. Để lấy can đảm hả? Khi mà bạn muốn nói chuyện với em thì em cảm thấy là bạn đang muốn là hàn gắn lại cái tình cảm này, đang tìm mọi cách để hàn gắn. Tại vì lúc đó là bạn đã học xong rồi và bạn đi làm rồi. Nhưng mà không, em cứ mờ thôi. Em quyết định là không. Em về nhắn tin các bạn đó là chúng ta nên ở mức này thôi. Bây giờ khi mà mình ngồi đây, mình chia sẻ cái cuộc tình này với mọi người, trước tiên thì chị muốn nói từ phía cảm nhận của em trước đi. Những cái gạch đầu dòng nào là những gạch đầu dòng mà mình thấy rằng cái hành trình 3 năm của cuộc tình đó nó đã mang đến cho cuộc đời mình cái vốn kinh nghiệm? Gạch đầu dòng nhất là không nên đánh đổi khi mà mình đã không đủ suy nghĩ. Đó là quá là ngu và mù quáng. Thứ hai là tình yêu là hai người đi, bất cứ cái gì cũng phải nói với nhau. Thực ra chị nghĩ là không phải nói với nhau lúc nào thì chúng ta cũng có được giải pháp tốt đâu. Nhưng mà khi mình đã nói thì dù giải pháp đó là cái gì á, nó cũng không có vướng bận nữa. Dạ đúng rồi. Chứ cái kiểu mà im im như vậy rồi cuối cùng mình vẫn sẽ luôn có một cái nuối tiếc là phải chi hồi đó mình thẳng thắn. Để rồi cái gì thì cái, cũng hết nước hết cái rồi, không có còn phải vấn vương, phải lăng tăng, phải tiếc nuối. Đây là cái câu mà chị rất thường hay hỏi những bạn nào mà bật đèn. Tại vì khi mà mình bật đèn thì mọi người đã biết mình là ai và người cũ chắc chắn. Bằng một cái cách thần kỳ nào đó của thời đại công nghệ, họ sẽ có thể bắt gặp câu chuyện này và họ biết họ là người trong cuộc. Em có muốn nói gì với người cũ không? Nếu như họ lỡ va mắt vào câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Mở blog đi. Năm sau anh cưới anh mời. Ủa? Lời thì mời nhưng mặt rất cà khịa nha. Chị ghẹo em thôi. Chứ mở blog đi, năm sau tôi cưới tôi mời. Nó vẫn là một cái lời đề nghị mà ở đó nó dứt điểm. Chứ còn mở blog đi rồi mình lại nói chuyện với nhau, thực ra đó là cái điều mà nghe có vẻ nó nhẹ nhàng nhưng nó vô tình làm cho người ta lại phải nắm níu về quá khứ. Em lại trở thành cái anh người yêu cũ trong truyền thuyết đó. Ôi trời.
là lúc này em lại là cái anh người yêu cũ trong truyền thuyết, trong chuyện của hai bạn. Bạn ấy đang quen với người yêu cũ đó. Có nghĩa là sau cuộc tình của em thì bạn ấy quay lại với cái anh người yêu cũ. Đúng rồi ạ. Thực ra thì khi mà chúng ta ngồi đây chúng ta kể cho nhau nghe những cái cuộc tình như thế này, gọi là có một cái điều mà chị rất là muốn được chia sẻ, lan tỏa đến những bạn trẻ là một cái tình yêu đẹp nó không đơn thuần là một cái tình yêu chỉ có những lời ngôn tình. Thực ra một tình yêu đẹp là một cái tình yêu nhiều trải nghiệm, cái sự va chạm của những người trong cuộc á, với những cái tình huống cụ thể, ghen tuông nè, bất đồng nè, không tìm được tiếng nói chung nè. Thực ra tất cả những cái điều đó đều là những cái chất liệu quý giá. Và khi một cuộc tình trải qua những cái điều đó thì giống như Linh nói, mình mới có cái để mình trưởng thành. Chứ giờ trưởng thành từ cái gì? Phải trưởng thành từ những cái sự vụ cụ thể chứ. Thế thì một điều nữa mà em là người trong cuộc, đó là những cái sự đụng độ về mặt tín ngưỡng tôn giáo. Hy vọng là sau chương trình này bạn ấy sẽ unblock, sẽ mở ra để em có thể liên lạc được với bạn ấy. Yeah. Mời bạn ấy đi đám cưới. Nhưng nếu như em chưa kịp mời người ta đi đám cưới mà người ta mời em trước, em đi không? Đi với chị, em đi liền á. Chắc chưa? Nhưng mà không có làm sao mà mời em được. Thì người ta unblock. À. Người ta sẽ unblock nhưng mà trước khi em mời người ta sẽ mời em trước. Dạ. Em đừng quên là người ta quay lại với người cũ. Có nghĩa là người ta có một lộ trình yêu đương nhiều hơn em. Dạ. Vậy thì em gái nào đó thân mến, nếu như mà vẫn còn coi chương trình đến đoạn này, chị hy vọng đoạn này biên tập không cắt của chị nha. Đó là hãy mở blog đi và hãy mời bạn ấy đi đám cưới với một cái dấu cộng rồi để ba chấm ở phía sau để coi bạn ấy sẽ dắt theo ai em nha. Cảm ơn Linh ngày hôm nay đã đến và chia sẻ câu chuyện của mình, những cái gì mà bạn ấy đã trải qua trong cuộc tình này. Tin chắc là nó không có êm đềm như những gì mà em đã ngồi đây em tả lại, nhưng cuối cùng rồi điểm dừng là chúng ta đều trưởng thành hơn sau những cái trải nghiệm như vậy. Còn các bạn thì các bạn nghĩ gì về cuộc tình này, hãy cứ comment và chia sẻ nha. Và chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một cái chương trình để chúng ta có thể chia sẻ với nhau một cách đủ văn minh, một cách đủ cởi mở, và dĩ nhiên là chương trình cũng rất là chào đón các bạn nếu như các bạn cảm thấy là wow, em cũng có một chuyện tình muốn kể. Mời các bạn đến với ghế này của chúng tôi. Rồi, dạ, chúng tôi á. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82, mình sinh ra ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. Khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần là khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Rồi thì dạ. Bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình dịp thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì mình quay gần nhất của bọn em là ngày 18 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà nếu như tìm được bạn gái thì là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi. Có đâu thì cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại dạ, có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Dạ. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì đó. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Ừ. Là mẹ đang ở quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ đi qua luôn, anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Ừ. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ mà. Ừ. Nên mẹ thích ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng rồi, còn cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người với cháu. Ừ. Cháu của bà chị trong. Ừ. Nên thỉnh thoảng hãy phải về thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ừ. Ok. Rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Ừ. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Ừ. Cụ thể là mình làm gì là vậy? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng đó, phân loại hàng hóa, gọn sắp xếp cho nó gọn lên ba lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác, người ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bên là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm rồi đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ Úc. Dạ. Ừ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi.
là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi đâu. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có dịp nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua nói định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, ly thân như vậy cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển gọi là support. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình á, mình là sinh đẻ ở bển. Nhưng mà gốc Việt. Nhưng người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim. Bên Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có, em sẽ định cư lâu dài ở đó. Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn có lẽ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn nào luôn. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện đó nó tới vậy, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công, mình mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường cái chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 trở lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn giống anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải giải khá là nhiều. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao. Mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là đu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó ở anh thì cũng không có thần tượng ai. Tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ, anh là thần tượng chứ không thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người nào đó để khác được. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được. Tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh để khá là nhiều. Nhưng mà quen anh là phải xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được chứ? Không? Thì được. Bây chứ giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, có người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp.
Em hiểu ý không? Giống như những khi người ta không có, những người người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này anh quyết đoán, anh này anh có chính kiến. Còn bây giờ mà anh nên lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em, giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó thủy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con với là đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống, người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Tức là lợi dụng hoặc là thì, hợp dụng. Thì nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Anh có tài lẻ rồi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao hay là mình biết ca rồi. Rồi, mà anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà thì nói chung đi. Là thể thao bơi lội hay là chạy bộ hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha, bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được ha. Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không có biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca lại. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi em ơi. Hồi nãy nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không mà, chứ không có trời, nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái đầm mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay đấy thôi. Bài nào cũng được, vui là chính em thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn khóc tình ta nạn ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói là mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì, tối anh về đủ rồi. Rồi ok, cảm ơn anh Quang nha.